Song Juna, chị gái Song Hye Kyo bị nghi là trà xanh và hạnh phúc không được đón nhận. Song Juna sinh năm 1973 là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai diễn trong các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng là một trong những mỹ nhân khác quyền lực dính nghi vấn là tiểu tam, cướp chồng người khác. Từng là nàng thơ của làng giải trí Hàn Quốc. Những năm cuối của thập niên 1990, Song Juna từng là nàng thơ của làng giải trí Hàn Quốc. Song Juna từng là hoa khôi của Đại học Hanyang, ngôi trường nổi danh ngày ấy của Hàn Quốc. Xinh đẹp từ bé, nhưng Song Juna chưa nghĩ rằng sẽ bước chân vào showbiz cho đến khi học năm cuối đại học. Cơ duyên với làng giải trí của Song Juna bắt đầu khi cô được một người bạn giới thiệu vào một công ty người mẫu, với mục đích ban đầu chỉ là đi làm thêm kiếm tiền trong thời gian rảnh rỗi. Khi ấy, Song Juna không ngờ rằng cuối cùng mình lại có duyên nợ với nghề đến thế. Sau khi giành giải thưởng lớn cuộc thi Super Talent của đài KBS, Song Juna chính thức quyết định bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên. Ngày mới ra mắt, Song Juna đã nhanh chóng gây được sự chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp hoàn hảo. Theo các chuyên gia nhan sắc, Song Juna là mỹ nhân sở hữu khuôn mặt nhiều sắc thái. Cô vừa mong manh, trong sáng, lại vừa có nét sắc sảo, hiện đại, điều vô cùng cần ở một diễn viên. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt có chiều sâu của Song Juna khiến rất nhiều người thích thú. Có một thời gian dài, nhan sắc của Song Juna được xem là tiêu chuẩn để đánh giá cho vẻ đẹp tự nhiên thế hệ diễn viên nữ Hàn Quốc nửa sau thập niên 1990. Gương mặt nhiều cảm xúc của Song Juna cùng khả năng diễn xuất giúp người đẹp trở thành nàng thơ của nhiều đạo diễn tên tuổi. Người đẹp họ Song từng góp mặt trong những bộ phim đình đám như Nước mắt của rồng năm 1996, Love và chàng trai đáng yêu năm 1998. Đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Song Juna có thể kể tới vai diễn Han Jeon-ji trong phim Ông Trùng, đóng cùng Jae In-pyo. Vai diễn ngày ấy của Song Juna đã khiến cô trở thành cái tên được săn đón tại Hàn Quốc và nhiều người châu Á. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Song Juna từng giành giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại ba lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc là Rồng Xanh, Chuông Vàng và giải nghệ thuật Junsa cùng vô số giải thưởng khác. Trong những năm tiếp theo, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim được đánh giá cao như Secret hay Wedding Dress và trở lại sự nghiệp đỉnh cao một lần nữa với On Air 2008 với giải nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải truyền hình cuối năm của đài SBS. Không chỉ thế, người đẹp họ Song còn vô cùng đắt show quảng cáo. Ngày ấy, người ta nói đùa rằng đi đâu ở Seoul cũng có thể nhìn thấy Song Juna trên các poster quảng cáo hay các đoàn TVC. Sau khi kết hôn và sinh con, Song Juna đã vắng mặt trên màn ảnh trong suốt 5 năm. Nhưng khi trở lại với vai bà mẹ đơn thân trong Mama 2014, Song Juna tiếp tục chứng minh rằng thời gian không khiến diễn xuất của mình bị mai một. Năm 2016, cô một lần nữa khiến khán giả ngạc nhiên khi vào vai phản diện trong The K2. Vai diễn người vợ toan tính của một chính trị gia của Song Juna thậm chí đã được yêu thích hơn cả hai nhân vật chính của phim do diễn viên trẻ đẹp Juna và Ji Jang Quốc thủ vai. Ngược lại với vợ, Song Kyung-gu chủ yếu tập trung đóng phim trên màn bạc. Hơn 20 năm đóng phim với trên 40 tác phẩm đa dạng đề tài và thể loại, Song Kyung-gu được xem là một trong những nam diễn viên tiêu biểu và đa tài của điện ảnh Hàn. Nhắc tới anh là nhắc tới Shimidu 2003, bộ phim đầu tiên đạt 10 triệu vé trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Hàng loạt phim khác mà Song Kyung-gu đóng vai chính đều là cơn sốt phòng vé như series phim Public Enemy 2002, 2005, 2008, Hyundai 2009, The Tower 2012, Cold Eyes 2013, Hope 2013, The Merciless 2017. Anh cũng là một trong những nam diễn viên hoạt động tích cực ở cả mảng phim nghệ thuật, phim kinh phí trung bình thấp và phim độc lập. Những phim có sự góp mặt của anh đều thành công ngoài mong đợi như Peppermint Candy năm 2000 hay Oasis năm 2002. Bộ phim không chỉ mang về cho nam diễn viên hàng chục giải thưởng điện ảnh trong nước, mà gương mặt của anh còn được biết đến trong cộng đồng điện ảnh quốc tế sau khi bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Venice. Tình yêu không được đón nhận và cuộc hôn nhân tròn đầy hơn một thập kỷ. Năm 2009, Song Juna và nam diễn viên thực lực Song Kyung-gu tổ chức đám cưới sau thời gian hẹn hò. Ngày ấy, hôn lễ của Song Juna và Song Kyung-gu nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và dư luận. Đám cưới của cặp đôi quy tụ những cái tên hàng đầu showbiz như Jung Woo-sun, Cha Tae-hyun, Kim Tae-hee, Cho Ji-gu, Kim Hee-sun, Song Hye-kyo. Sau khi kết hôn, Song Juna đã hạ sinh cho Song Kyung-gu một cô con gái xinh đẹp. Dưới vô vàn lời chúc phúc từ đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, thì cuộc hôn nhân của Song Juna và Song Kyung-gu lại nhận phải vô số lời mỉa mai, chê biểu từ dư luận. Nguồn cơn là do trước khi đến với Song Juna, Song Kyung-gu từng có một cuộc hôn nhân với em gái của nam diễn viên Anya Sang vào năm 1996. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả hai không tìm được tiếng nói chung. Trong khi Song Kyung-gu ở Hàn Quốc, thì vợ và con gái lại sinh sống tại Mỹ. Sau 4 năm ly thân, Song Kyung-gu và vợ quyết định ly hôn vào năm 2006.
Điều trùng hợp là năm đó, Son Kyung-gu lại gặp Song Joong-ah trong một dự án mang tên Lost in Love. Cách đó 4 năm, Son Kyung-gu và Song Joong-ah từng hợp tác trong bộ phim đình đám Child Breakers 2002. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Song Joong-ah chính là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Son Kyung-gu. Tin đồn nghiêm trọng tới nỗi, chính Song Joong-ah phải đứng ra giải thích rằng cả hai chỉ mới hẹn hò từ mùa thu năm 2007, một năm sau khi Son Kyung-gu ly hôn vợ. Bản thân Son Kyung-gu cũng lên tiếng bảo vệ Song Joong-ah và gửi lời xin lỗi vì đã gây ra cho cô những tổn thương. Bất chấp những lời giải thích từ phía Song Joong-ah và Son Kyung-gu, dư luận cay nghiệt vẫn khoác lên người đẹp họ Song tấm áo kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc. Năm 2014, Song Joong-ah đã phải nhờ cậy tới pháp luật khởi kiện 57 cư dân mạng tội phỉ báng vì đã lan truyền tin đồn rằng Son Kyung-gu ngoại tình với cô khi vẫn đang kết hôn với vợ cũ. So với Son Kyung-gu, sự nghiệp của Song Joong-ah bị ảnh hưởng nặng nề bởi tin đồn kẻ thứ ba. Bởi tại Hàn Quốc, ngoại tình là một trong những tội khó được công chúng tha thứ nhất. Dư luận của Hàn Quốc đặc biệt ít rộng lượng với nữ giới. Họ luôn là người hứng chịu lời chê bai hơn nam giới trong mọi tin đồn. 5 năm sau khi kết hôn, Song Joong-ah đã lui về hậu trường, trở thành giáo sư tại trường Đại học Nghệ thuật Seoul và tham gia các hoạt động tình nguyện. Một phần, có lẽ cô muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là đứa con gái nhỏ. Thế nhưng không thể phủ nhận scandal ngoại tình đã khiến cô không nhận được nhiều dự án phim truyền hình như trước. Nhiều năm qua đi, những lời gia biểu của dư luận có vẻ như càng khiến Song Joong-ah và Son Kyung-gu càng thêm trân trọng cuộc hôn nhân của mình. Hơn một thập kỷ bên nhau, một nhà ba người của Song Joong-ah ngày càng hạnh phúc ngọt ngào. Mối quan hệ chị em thân thiết của Song Joong-ah và Song Hye-kyo cũng từng là chủ đề quan tâm của cư dân mạng. Được biết, Song Joong-ah và Song Hye-kyo vốn quen biết nhau từ rất nhiều năm về trước và đã duy trì mối quan hệ đó trong suốt 2 thập kỷ qua. Song Joong-ah cũng là người dìu dắt Song Hye-kyo những ngày đầu chập chững vào nghề. Dù không hề có quan hệ họ hàng, nhưng việc cả hai cùng mang họ Song và thân thiết như chị em khiến cư dân mạng hay nói đùa rằng đây là hai chị em ruột họ Song. Sau đó, Song Joong-ah bắt đầu trở lại mang ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng hơn. Sau The K2, cô xuất hiện trong Secret Murder, một bộ phim tâm lý thriller. Vai diễn ba mẹ vì mặc cảm tội lỗi, bất chấp mọi giá giúp con mình thi đậu vào trường đại học danh giá nhất được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Năm 2018, Song Joong-ah trở lại mang ảnh rộng sau 7 năm với Stone. Trong phim, cô vào vai một nhân viên công tác xã hội, gặp và giúp đỡ một thiếu nữ bỏ nhà ra đi. Son Kyung-gu tiếp tục là một trong những cái tên được đạo diễn tên tuổi tin tưởng. Anh liên tục đóng vai chính trong hàng loạt phim thương mại và độc lập. Năm 2019, anh trở lại mang ảnh rộng với I Want to Know Your Parents, một bộ phim tâm lý xã hội xoay quanh các giáo viên và học sinh tại một trường học đặc biệt. Anh tái ngộ với đạo diễn Kim Ji-hoon 6 năm sau tác phẩm ăn khách The Tower. Ngoài ra, cũng như vợ mình, Son Kyung-gu còn đảm nhiệm vị trí giáo sư tại trường đại học Hanyang, khoa nghệ thuật biểu diễn. Chuyện tình và cuộc hôn nhân của Song Joong-ah và Son Kyung-gu là một trong những minh chứng tốt nhất mang lại hy vọng cho những người nổi tiếng muốn tìm kiếm hạnh phúc đích thực trong giới showbiz hào nhoáng nhưng khắc nghiệt. Họ đã dũng cảm đến với nhau, mặc dù phần nào biết trước được miệng lưỡi cay độc của cư dân mạng Hàn Quốc. Son Kyung-gu cũng là một minh chứng cho thấy hôn nhân thất bại không ngăn cản chúng ta tiếp tục tìm kiếm người bạn đời phù hợp cho mình và kinh nghiệm đau thương sẽ là bài học tốt nhất cho hạnh phúc sau này.